Ok, hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ của vỏ chế đất. Hôm nay tiếp tục quay lại cái công trình hôm nay của mình cho anh em xem đây. Hiện tại bây giờ mình đang chuẩn bị tạo mặt bằng để lát nữa sẽ xuống đào cái móng kè đá ở phía dưới này anh em nhá. Đó, thì vừa rồi thì mình vừa mới lọc một ít cái đá học này, người ta không biết là người ta xúc xỉ với lại ở cái nhà nào đó ấy, thì cái móng ở đâu đó ấy, thì về nó lẫn cả đất, cho nên mình lọc ra mình quăng bớt ra kia, và cái chỗ này để lát nữa mình xúc cái móng đất màu này mình sẽ vứt lên đây. Đấy, những cái chỗ mảnh mảnh này là nó là mảnh bê tông này, thì cái này có thể là sau này mình để mình làm đường luôn thôi, mình không phải dọn đi nữa, còn đá học là mình mang ra kia rồi. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ để ở góc này các bác nhá. Nếu mà để ở góc này thì nó hơi gần một tí, cho nên mình sẽ để ra cái góc xa này. Đó, thì xem là cái chỗ này nó ok chưa. À, cho nó xuống một tí nhá. Đấy, để như này nhá. Đây là ok đây. Đó, thì bây giờ mình sẽ để ở cái góc này và sẽ tiếp tục làm. Thì cái công trình của mình thì hôm nay thì nói chung là mình đi làm là làm giờ các bác nhá, cho nên là lắm lúc thì một cái móng như này không phải là mình nguyên đào móng, mà là có những lúc thì mình còn đi dọn đá rồi, thì làm về cái vấn đề cẩu xin dọn cát đằng kia giúp các bác ấy, cho nên là cái móng này nó có ít thôi, nhưng mình đào cũng khá là lâu rồi. Hôm qua mình đào ở cái vế bên kia ấy, nó rơi vào khoảng độ là hai cái cấp khác nhau ở phía đằng kia, thì là nó mình đào khoảng 7 tiếng thì mình xong được cái vế bên đó. Thì buổi sáng nay ra thì lại dọn đá rồi, dọn đấy, ở đây cái xe này xe chở đá này. Dọn đá rồi dọn cát cho xong rồi làm đường để cho các bác cái đi vào các bác. Cho nên là nó cũng hơi tốn thời gian một tí. Chiều nay bắt đầu mình mới lại nhảy sang cái vế bên này. Xem cái góc này nó góc rộng chưa. Bắt đầu mình sang cái vế bên này để mình tiếp tục để mình đào tiếp để cho các bác ấy xây. Đó. Cái này thì nó cũng chạy tít vào phía trong chân của cái đường kia cơ. Nhưng mà nó cũng đá vào đây luôn á. Tao cho đổ bên kia đi đã. Đổ xuống dưới đây á. Đây, cái này thì mình sẽ dọn đi để cho xe đá cái vào đây luôn các bác nhá. Nó đổ hẳn xuống cái hố này luôn gì. Này để đào xong thì đổ xuống đây thì đẹp. Mà để đào xong cái dưới này đổ luôn xuống dưới này thì đẹp. Đá này cũng nó đào ở cái móng gì ra phải không? Cái này nó tròn tròn này xây khó nhỉ? Rồi. Này phải xúc được. Để xoay cái máy ra và qua wow. Ngoài kia có máy 58 đang đào hố cột điện ngoài kia các bác nhá. Do là cái máy của mình đào cái móng này cũng buổi chiều nay cũng xong được, mà cái hố cột điện thì người ta lại cần luôn các bác. Cho nên là mình đi chở cái máy mình có đi chở cái máy 58 kia về để cho nó làm. Đất
bớt đi rồi, nó cũng đỡ đi rồi, nằm đúng vào cái gầu của đất luôn. Nền ở dưới là ngày trước là nó là thấp hơn cái so với lại cái đường kia các bác kìa. Tất cả đất tiếc dồn quang hết lên trên đỉnh của cái đống đất kia luôn. Đây quang hẳn hố luôn. Tưởng sẽ khỏe treo được quá. Gạt đi cái quay toa nó yếu quá, mình không gạt thế được. Chơi theo kiểu là mình đường nó vào giáp luôn cái nhà này các bác nhá. Sau này mắc con đá. Cái đống này nữa là ok này. Lắm cái thì nó là cái tông nó không hẳn là hòn đá cho nên mình san nó cũng lọc ra những cái viên nào viên đá thì mình lấy, còn viên nào bê tông thì mình bỏ. Viên này nó hơi nắng cho nên là mình của cái mũ này không biết là nó có mắc anh em không, chắc không mắc mà. Cái chỗ này ra. Rồi có ba cái đi, rồi có ba cái lấy đà cho nó ngon. Kìa đằng này có một ít đất đỏ mình san ở dưới kia để lấy cái bệ ấy các bác. Kéo về san giật lùi nó dễ hơn là mình san tiến. Cho nó ra hẳn kia đi. Anh đi cái con bán tải vừa rồi nãy ở kia là anh ấy gọi máy mình đến đấy.
chưa được mà xe ô tô nó đã muốn vào đây rồi. Cái này đó là xe rồi nè, chỗ này chắc là xe 8 tấn đúng không ạ? Cái bên này là cái bánh của nó sẽ vào nhá, cái bánh của nó sẽ cua ở bên này cho nên là mình sẽ gọn cho nó gọn chỗ này vào. Và mình lưu cho vài đường và nó vênh váo hay thế nào thì mình sẽ lắp hết vào luôn. Cái ô tô của nó chỉ cần đến đây thôi là ok. Anh à, nhà anh ở đâu? Anh ở chỗ nào? Sao mấy? Em thấy Facebook của em với của anh nó 110+ bạn chung. Vào cái mép trên này nhé. Bây giờ mình trốn ở bên này nhá. Bạn là lái xe. Ui cái đá này gọn ra đây. Để lát nữa mình múc xong thì mình sẽ múc luôn cái ấy này xuống dưới. Múc luôn cái đá này xuống cái lỗ này để cho các bác ấy đỡ phải ấy. Xe nó vào đây. Đường khá rất là chắc chắn luôn. Xe đá rất là nặng luôn. Xuống bèn, sợ nó lún rồi nó nghiêng nó bị đổ rồi các bác. Sợ, lái xe sợ. Mình phải quay cái cam ra đây để cho chuẩn nhìn cho rõ các bác. Xuống để bác cái tiến lên. Rụt. Sợ nó đổ, sợ nó bị lún một bên là nó nghiêng cái thùng đúng không? Lái xe kinh nghiệm người ta rất là cẩn thận. Nhá. Còn bây giờ tiếp tục mình lại dọn cái bể của mình nhá. Xe nó đổ xong rồi. Không biết là nó dài chưa? 14 phút rồi. Làm thêm đây quăng nốt cái tí chỗ này chia sẻ với các bác về cái mặt bằng cái máy ở dưới này. Sau này máy của mình bể máy của mình đứng ở dưới cho nên là mình phải làm cho nó bằng bằng một chút.
nó bằng bằng một chút thì sau này nó sẽ đi nhào móng nó nhanh và nó chuẩn. Cái này thì mình sẽ làm như này, lát nữa thì mình sẽ ra ngoài kia, mình sẽ xuống máy thì mình lại quay tiếp video các bác nhá. Bây giờ mình dọn tạm như này thôi để các bác ấy làm đó. Ok, tôi thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau nhá.